cái khó chịu của em là gì? Em hay là tai mẫu ngắn thì là hay ngoài tai. Rồi còn cái tức thì ta bây giờ sẽ giải tức cho đó. Mọi người chú ý nha, là cái này nó nằm ở vùng ngực mình ha. Thì về cái điều mà quan trọng mình là mình sẽ đưa máu về tim và mình sẽ điều chỉnh thử cái này để coi cảm giác nó làm sao. Thấy chưa? Thấy không? Nó nổi đây nè. Rồi mọi người nhìn đây nha. Bây giờ tôi làm cái này á, là giống như trừ xỉn vậy đó. Thì mọi người sẽ thấy cái đây là cái cơ gì đầu ha. Đúng đúng chẳng biết điều chưa? Tôi nói 1 2 3 4 Mỗi lần bóp mọi người thấy cái là nổi lên ha. Tôi bóp thêm lần với 2 3 3 2 Thấy nó lên ha. Đầu kia bóp một cái điện cái này thì nó rất là đau. Bây giờ em cảm giác lại cái ngực rồi sao? Khi đường này lên ngực à? Mày thấy dễ chịu không? Thấy dễ hơn. 1 2 3 4 Bên này nó nổi lên. Rồi bây giờ em hít lại em thấy dễ chịu chưa? Vẫn còn mày. Nè nó còn ở đó. Nhưng mà nó đang là hai cái này. Hai cái này thì được rồi. Bây giờ mình sẽ giải quyết cái này. Thì giải quyết cái này bằng cách nào? Để sẽ làm mọi người xem đây. Nè đu quá hộ khẩu đi. Mình muốn hút ra ha. Thì chúng ta sẽ thấy chặn cái này lại luôn. Rồi bây giờ mặt báo nổi lên thấy chưa? Rồi thấy chưa? Thấy không? Nó nổi đây nè. Rồi bây giờ là chúng ta thấy gì nó nổi vậy nè. Thì bây giờ là ta lấy một cái ngón tay này. Bên đây là một bên mạnh đới mình có thể. Thì giờ tôi đẩy cái lên này nha. Tôi khóa cái này kìa. Tôi đẩy lên 1, 2, 3, 4. Rồi tôi đẩy lên 20 cái nữa. Rồi bây giờ tôi cái phần là em hít vào ha. Hít sâu vào và thở sâu ra nha. Nó nổi lên chưa? Rồi tôi đẩy vô này. Đeo lên nha. Rồi, tôi lại bỏ ra. Bỏ ra đi. Bây giờ đây cho tâm khỏi cái mạch máu này tôi lại. Rồi, bây giờ hít sâu và thở sâu đây nha. 3 lần nữa. Rồi ok xong rồi. Thấy giảm đỡ nhiều rồi ha.